Đây là cái xe Winner nhựa nhám bạc, bạn đang sử dụng 15 rồi, nó hơi cũ. Bây giờ mình sẽ test cho nó mới cho bạn xem. Đây là cái chai BZ này. Đây là chai BZ làm nhám. Thì anh em thay nhớ mình sẽ được tặng cái này. Đó, xin chúc qua đi. Nó là dạng bột. Đó. Rồi, ok. Thì cái thời gian mà cái chai này bạn sử dụng á, thì tầm khoảng là khi nào mà bạn rửa xe lại thì nó sẽ phai cái nhựa nhám này. Thì nói chung là tầm khoảng là sử dụng tầm khoảng một tháng là bạn sử dụng lại, nó sẽ phục hồi cái nhựa nhám mình mới lại như cũ. Đây, đèn mới lại. Chai này còn có làm mới cái vỏ lốp xe nha các bạn, chuyên dùng vỏ lốp xe, thành ra anh em mà muốn dùng là dùng luôn cái lốp xe luôn cũng được đó. Đây là sự khác biệt này. Bên đây là cái nhựa nhám của nó cũ này. Bên đây bạn thấy không? Nó mới, nó bóng lên, ánh lên, thấy chưa? Đây. Thấy chưa? Lâu luôn đi. Một chai BZ nhám thì bên mình đang bán là 80.000 một chai. Nên anh em mà thay nhớt tổng hợp những cái chai nhớt mình trưng bày hồi nãy á, là giá là bên mình là hỗ trợ miễn phí 100% cho anh em trải nghiệm dùng thử. Thành ra anh em khi mà thay nhớt thì lưu ý nhắc nhân viên là tặng. Thì đôi lúc cửa hàng mình đông á, thời gian nó đông á, thành ra là anh em thiếu sót thì anh em cứ phản hồi về mình sẽ tặng cho anh em dùng thử. Đó, anh em xem thấy không? Một cái dàn nhựa nhám nó bóng mới là như cũ. Và thời gian sử dụng cái chai này á, nó rất là lâu. Nó rất là lâu bay lại cái màu như cũ lại. Và chai này anh em dùng có thể là dùng được mấy tháng mới hết. Chai này nó rất là nhiều nha anh em, 450ml lần đó. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ test cho anh em xem cái công dụng của vệ sinh trong cái dĩa như thế nào. Các bạn cùng đón xem nhé. Đây là mình sẽ quay lại cho anh em xem cái sợi sên của xe anh mình. Nó rất là bẩn nha anh em. Anh thấy không? Anh dùng cái linh dầu để anh bôi trơn, nó rất là bẩn. Đây, mình sẽ quay lại và mình sẽ vệ sinh cho anh em xem. Nói chung là mình sẽ làm ngắn, làm một nửa sợi sên thôi để cho anh em xem cái công dụng chính của nó là gì. Chứ mình không ngồi, mình không có đủ thời lượng video để mình quay cận cảnh, quay kỹ cho anh em. Đó, test cho anh em xem. Đây, bây giờ là em xịt cái phần này cho nó mới lại cho người ta thấy. Đó. Đây anh em thấy không? Nó sẽ chảy ra. Đó. Rồi, em lấy em lau đi. Đây thì các bạn thấy không? Thấy sự khác biệt không? Nó rất là sạch. Đó. Bên phần bẩn đâu, quay phần bẩn qua đi. Đó. Đây là phần chưa làm này, quay lại. Đây là phần làm sạch này. Thì mình dùng những cái miếng khăn, miếng dẻ mình lau sạch qua, miếng dẻ nha các bạn, miếng dẻ mình lau sạch qua, hoặc là mình dùng nước mạnh mình xịt qua nó sạch. Đó là công dụng chính của cái chai BZ nhám. Còn cái chai khi mà anh em làm xong sạch sẽ xong rồi á, thì anh em chỉ cần mở cái chai BZ dưỡng sên, anh em xịt đều lên những cái mắt sên này, là nó quay một bánh một vòng là nó tự sạch, tự bôi trơn cho xe của mình luôn. Đó anh em thấy đó.